tiết mục gọi là một người mà đời này không thể không biết đến, đặc biệt giới thiệu về sư phụ thượng nhân. Như vậy trên Internet cũng có thể tìm được trang mạng của sư phụ giảng kinh thuyết pháp, cả thế giới đều có thể xem được lão pháp sư ngày ngày giảng kinh. Như vậy đã 56 năm rồi. Sư phụ thường xuyên nói với các đồng tu rằng, trong lịch sử của nhân loại, những người sáng lập ra hết thảy các tôn giáo, không có ai là không bắt tay từ việc dạy học, cả đời đều làm các công việc dạy học. Bạn xem Chúa Giêsu dạy học 3 năm, không may mắn là sau đó đã bị hại chết. Mô-si dạy học hơn 20 năm, Mô-ha-mét dạy học hơn 27 năm, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học 49 năm, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hết thảy đều là dùng giáo dục. Dùng lời hiện tại mà nói, chính là hết thảy đều là giáo dục xã hội. Họ đều là những nhà giáo dục vĩ đại. Các cuộc đời của họ đã làm chính là đem cái chân tướng vũ trụ nhân sanh nói với mọi người, giúp mọi người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Bạn xem những vị giáo chủ này, họ chưa từng gặp nhau, nhưng những việc họ đã làm đều là cùng một việc, đó là giáo dục cùng dạy học. Trong lịch sử loài người, thế giới đã công nhận nhà giáo dục vĩ đại nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học trong 49 năm ròng, không gián đoạn một ngày nào. Như vậy hiện nay lão sư phụ làm đệ tử của Phật Đà giảng kinh thuyết pháp, thực sự đã vượt qua thầy của mình. Đến năm 2014 là đã 56 năm. Thời gian giảng kinh dạy học đã vượt qua Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngạn ngữ thường nói, con hơn cha là nhà có phúc. Sư phụ đã làm tấm gương tốt nhất cho tất cả các đệ tử Phật. Thời gian giảng kinh dạy học đã 56 năm. Điều này trong lịch sử nhân loại là có một không hai, chỉ có một vị như vậy. Hiện tại chúng ta đã gặp được, thực sự được gọi là của báo của nhân loại, cho nên chúng ta rất có phước báo. Hiện nay trên trái đất có 7 tỷ người, mà chúng ta đã gặp được một nhà giáo dục vĩ đại, nhà thông thái vĩ đại như thế này, giúp chúng ta giải đáp những vấn đề của thế gian, nguồn gốc của thiên tai nhân họa, chỉ bảo cho chúng ta một cách tường tận. Đây là phúc âm của nhân loại chúng ta. Tất cả khán giả trên toàn thế giới của chúng ta, có thể nào không nghiêm túc lắng nghe? Có thể nào không trân quý? Có thể nào không cảm ơn? Thực sự là tổ tiên của chúng ta có đức, để cho chúng ta gặp được Ngài, cho nên chúng ta vô cùng cảm ơn. Lời nói này được nói ra từ tận đáy lòng, chân thành chí thành cảm ơn. Chúng ta mãi luôn nguyện cầu sư phụ có thể trụ mãi ở thế gian, để cứu khổ cứu nạn, giúp chúng ta tìm ra phương hướng, đi trên con đường quang minh đại đạo. Khi lão pháp sư ở trong phòng thu hoặc là đi ra nước ngoài, thì thời gian giảng kinh dạy học mỗi ngày phải là 4 giờ đồng hồ. Khi tiếp khách ở các nơi trên thế giới thì không cần phải nói. Thành thật mà nói một câu, chúng ta ở bên cạnh xem cũng đã mệt rồi, chứ đừng nói là phải đích thân đi làm. 87 tuổi rồi, sang năm là 88 tuổi, nhìn thấy mà xót xa. Mỗi ngày giảng kinh 4 giờ đồng hồ, một ngụm nước cũng không uống, cứ thế mà giảng, thực sự được gọi là quá tuyệt vời, là nhà giáo dục vĩ đại nhất. Bạn đừng cho rằng tốt thôi, bạn hãy còn trẻ tuổi, bạn cứ thử xem. Hoàn toàn là nghĩa vụ, một tấm lòng từ bi. Chỉ có nghe mà làm cho người ta cảm động rơi lệ. Bạn còn đến nơi nào để tìm trên cái thế giới này một vị lão nhân từ bi như thế này? Mọi người nghe thử xem câu nói này có hợp lý hay không. Lão sư chịu bao nhiêu vất vả như vậy, chịu mỏi mệt nhiều như vậy là vì cái gì?
Lão sư thật sự là người rất tuyệt vời. Bạn xem, giảng kinh 4 giờ đồng hồ mà không có một câu nói sai. Sau khi chỉnh sửa lại băng ghi âm thì đó là một bộ sách, một bộ kinh sách. Hơn nữa, mỗi ngày đều giảng, mỗi tháng đều giảng, mỗi năm đều giảng, dĩ nhiên là cái tiêu chuẩn này. Sau khi giảng xong thì đó là một bộ sách, không có chỗ nào sai. Điều này thì người của Tịnh Tông trên toàn thế giới đều có thể làm chứng. Bởi vì chúng tôi thường xem giảng ký của sư phụ. Cái trí huệ này, bạn có thể nghĩ xem, trên toàn thế giới, từ xưa đến nay, có thể tìm thấy người thứ hai nào như vậy không? Bạn có thể không khâm phục sao? Bạn có thể không tin sao? Cả đời lão sư không đi xây dựng chùa chiền, mà là giảng kinh dạy học. Vì sao vậy? Tôn chỉ giáo dục của Phật Đà, Phật giáo chính là để cho tất cả chúng sanh có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chính là tám chữ này. Ngài dùng cách nào vậy? Đó là mỗi ngày dạy học, mỗi ngày đều giảng bài, đó là giáo dục, không phải là xây dựng chùa chiền. Lão sư thường nói, đem tiền để xây dựng chùa chiền chính là đem tiền chôn xuống đất. Như vậy không phải là lãng phí sao? Nếu bạn không tin, bạn nhìn xem, bạn sửa ngôi chùa này nguy nga lộng lẫy, biết bao nhiêu là tiền để xây dựng. Vậy tôi xin hỏi bạn, khi mà con cháu chẳng ra gì là một người ác, khi vào cái cung vàng như thế này đốt mấy nén nhang, hình như là nhang thời nay cũng là rất đắt, cũng phải là mấy trăm đến mấy nghìn đồng. Tốt rồi, sau khi thắp hương xong đi trở ra thì họ có thể trở thành người tốt hay không? Họ có thể trở thành người lương thiện không? Họ có thể không làm việc xấu nữa không? Sau khi họ đi trở ra thì có thể hiếu thảo với cha mẹ không? Không thể nào. Cho nên bạn đem tiền để xây cung vàng điện ngọc, xây chùa chiền lộng lẫy, sư phụ nói rằng đó là đem tiền chôn xuống đất, thật sự là chẳng có tác dụng gì. Vậy thì phải làm như thế nào? Đem số tiền đó để làm đĩa, đĩa thì chỉ có mấy đồng, sau khi xem xong thì họ sẽ không làm việc xấu nữa. Đây chính là giáo dục. Sư phụ thường nói dùng phương tiện hiện đại để giáo dục mọi người. Sư phụ thường nói chúng ta phải học Phật. Phật Đà là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Cả cuộc đời của Phật chưa từng xây dựng một ngôi chùa. Ngài chỉ làm có mỗi một việc, đó là giảng kinh dạy học. Nếu như có người hỏi Phật giáo là gì, phải nói với họ rằng đó là sự giáo dục của Phật Đà. Cho nên bạn xem, gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Đà là lão sư, không phải là điều gì khác. Cho nên Phật giáo là giáo dục. Phật giáo không phải là tôn giáo, càng không phải là mê tín. Phật giáo làm cho bạn bài trừ mê tín. Sư phụ nói là cái chữ Phật này dịch sang tiếng Hán có nghĩa là giác ngộ. Phật giáo là sự giáo dục của giác ngộ, là sự giáo dục để cho bạn giác ngộ. Bạn có cần hay không? Cho nên sư phụ thường nói là mục đích của việc học Phật là gì? Giáo dục là vì muốn dạy tốt cho mọi người. Nếu như người này học nửa ngày mà họ không thể chuyển mê thành ngộ, lìa khổ được vui, chuyển ác thành thiện, thì sự giáo dục của bạn thất bại rồi. Đây không phải là Phật giáo. Cho nên bạn xem, nhà thông thái vĩ đại như thế này có một không hai trong lịch sử loài người. Những lời mà Ngài nói mà bạn có thể không nghe sao? Nghe hay không nghe, hãy để sang một bên. Bạn có thể không xem thử, có nhân vật vĩ đại như vậy mà bạn có thể không xem sao? Bạn có thể không muốn mở rộng sự hiểu biết sao? Cho nên mới nói, lời chúng ta nói là phải có đạo lý, không thể mê tín. Có rất nhiều nhà lãnh đạo, nguyên thủ của nhiều quốc gia đều tìm đến sư phụ xin đề thỉnh giáo cách giải quyết vấn đề. Sư phụ giải đáp từng vấn đề cho họ. Không ai mà không tán thán, không ai mà không hài lòng. Còn nữa, chúng ta thấy cựu thủ tướng của Nhật Bản là Hatoyama Yukio
nhiều lần công khai xin lỗi mọi người, sám hối tội ác Nhật Bản xâm lược Trung Hoa. Hôm trước Thủ tướng Hatoyama Yukio lại tiếp tục ngỏ lời xin lỗi việc quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Hoa. Là người Nhật, tôi cảm thấy có trách nhiệm để xin lỗi. Cho dù chỉ có một người thường dân Trung Quốc bị quân đội Nhật giết hại một cách thô bạo, thì hành vi này cũng không thể viện lý do là bởi vì xảy ra trong thời chiến. Làm sao mà ông có thể có được thái độ như vậy? Sau này khi chúng tôi xem thì mới biết được, ông đã nhiều lần cùng phu nhân đến Hồng Kông để bái kiến sư phụ, để xin chỉ bảo rất nhiều vấn đề. Cho nên khi chúng ta xem được tin tức này thì rất là cảm động. Có thể bởi vì tôi xem thấy là bá tánh trong nước rất dễ dậy, mà Thăng Trì là một cái thí dụ, chính là do không có ai dậy. Thế vậy là sẽ quay đầu, thế vậy thì sẽ thấy được lương tâm, sẽ không dễ gì làm ra việc xấu. Chúng tôi không làm cái thực nghiệm này thì không dám tin. Vẫn là có cái vấn đề ở chỗ này. Nếu không người ta hỏi chúng tôi, không thể hoàn toàn nói một cách khẳng định như đinh đóng cột được, sẽ không dám. Khi thực nghiệm thành công rồi thì chúng tôi mới tự tin mạnh dạn mà nói, nên nói ra thì hoàn toàn khẳng định, không một chút nghi hoặc nào. Đây là chứng minh cái nội tình văn hóa bên trong đã rất là sâu rồi. Cũng giống như quyển kinh điển thế này được chào đón ở tại nước ngoài như vậy thì đều có thể thực tiễn, đều có thể trở thành tấm gương. Ở đại lục thì càng không có vấn đề gì rồi. Đúng vậy, đích thực là như vậy. Cho nên phải dạy. Nghĩa là quốc gia phải làm trường học. Đây là sư phụ đã đích thân viết ra một cái, đây gọi là tổng phương châm của thế giới hài hòa, xã hội hài hòa. Đúng vậy, đúng vậy. Con xin đọc cho mọi người cùng nghe. Đây là khi ông Ma Thiên hỏi tôi đã trả lời ông. Ông đã hỏi sư phụ về vấn đề gì vậy? Ông hỏi tôi, chúng tôi là lần đầu tiên gặp mặt vào năm 2005. Vừa gặp mặt thì câu đầu tiên ông hỏi tôi đó là, nghe nói pháp sư đã đi rất nhiều nơi, cũng quen biết với lãnh đạo của nhiều quốc gia. Ông hỏi tôi xem thế giới này còn có thể hòa bình hay không. Ông không có lòng tin rồi. Đúng vậy. Lúc đó tôi trả lời ông, tôi nói ông có thể đem bốn việc này làm cho tốt thì thiên hạ sẽ thái bình. Ông hỏi là bốn việc gì, tôi liền nói với ông, thứ nhất là quốc gia cùng quốc gia đối với đại bình đẳng, chung sống hòa thuận. Thứ hai là chính đảng với chính đảng. Thứ ba là dân tộc cùng với dân tộc. Thứ tư là tôn giáo cùng tôn giáo. Đều có thể làm đến được bình đẳng đối đãi, chung sống hòa thuận thì thiên hạ thái bình rồi. Sau khi ông nghe xong, một hồi lâu không nói ra lời, thái độ vô cùng nghiêm túc. Tôi đã đợi khoảng chừng 6-7 phút gì đó, tôi nói tiếp. Tôi nói nó khó, thật sự là khó, vô cùng nan giải. Nhưng mà nếu bắt đầu từ việc đoàn kết tôn giáo thì có thể làm được. Con đã phát hiện ra một cái vấn đề. Sư phụ đã nói ra một cái trọng điểm. Vậy tại vì sao lại là tôn giáo? Việc này ông nghe mà hiểu được. Con người này rất thông minh, ông nghe và hiểu được. Bởi vì những cái khác thì không có cách nào, nhưng không thể nào không hài hòa. Tôn giáo hài hòa, tôi đã làm thành công tại Singapore rồi. Tôi có điểm thực nghiệm, tôi đã thành công, có sự chứng minh đã làm thành công rồi. Vì sao vậy? Vì sao mà con người hiện tại bất kể là cái gì thì người tín ngưỡng tôn giáo cũng nhiều hơn so với người không tín ngưỡng, chiếm đa số. Hiện tại thì dân chủ tuyển cử mọi người phải bỏ phiếu, chúng ta có cái phiếu bầu ở trên tay. Cho nên tôn giáo mà đoàn kết thì chúng ta sẽ không lựa chọn một cách mù quáng để rồi chọn sai người. Vậy là tôn giáo mà đoàn kết cùng nhau nghiên cứu với nhau. Vậy lại tôn giáo đoàn kết nghiên cứu lẫn nhau,
thì sẽ sản sinh ra một sức mạnh rất lớn, ảnh hưởng tới quốc gia, ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến chính đảng, ảnh hưởng đến dân tộc. Bạn không từ chỗ này làm thì bạn phải dùng cách nào đây? Không có một cách thứ hai nào. Kỳ thực đây là sư phụ đã vẽ ra một thế giới như thế nào để chia thành bốn loại là quốc gia, chính đảng, dân tộc, tôn giáo. Duy chỉ có tôn giáo thì nền móng chúng mới là tương đồng. Số người theo thì rất nhiều. Đúng vậy, số người rất nhiều, cho nên phải coi trọng tôn giáo. Nhất định phải khiến cho tôn giáo trở về với giáo dục, không nên làm việc mê tín nữa. Thế nào gọi là mê tín thưa sư phụ? Người làm việc trong tôn giáo, vậy thế nào thì là mê tín? Hầu hết các việc cầu khẩn thì đa số người ta đều gọi là mê tín. Chúng ta sẽ ít đi những việc này, như là kinh sám Phật sự siêu độ, đây đều là thuộc về mê tín. Họ chỉ nghĩ rằng như vậy thì dường như chỉ lợi ích được cho người chết. Có phải thật không? Bạn không hiểu mà tin thì chính là mê tín, chính là mê. Đúng vậy, không sai. Cho nên tôn giáo thực tại mà nói, mỗi một người sáng đạo đều là những nhà đại giáo dục, đều là làm gì giáo dục xã hội. Dùng phương pháp giáo dục khôi phục lại giáo dục thì sẽ không mê tín nữa, thì không còn mê tín nữa. Lý phải nói chuyện được rõ ràng. Hiện tại thì không có ai nói, họ lại ngày một tệ hơn, lại tạo ra thêm vô lượng vô biên tội nghiệp. Càng kéo dài gì sao thì tội của họ càng nặng. Hay nói cách khác, đến sau cùng thì cái sự trả báo này là vô cùng thảm khốc, nếu là không bằng việc trả báo sớm một chút. Trả báo sớm thì tội sẽ không đến nỗi quá nặng. Như thế nào thì mới chân thật hóa giải được tội nghiệp? Thay đổi cái tâm thì thật sự sẽ hóa giải được tội nghiệp. Chân thật sám hối, chân thật quay đầu. Cả nhà khoa học cũng đang kêu gọi chúng ta, vậy chúng ta bỏ ác hành thiện. Ý nghĩa của câu nói này cùng ý với câu đoạn ác tu thiện trong nhà Phật. Buông bỏ hết tất cả các ác gọi là đoạn ác, phát dương quang đại tất cả thiện thì gọi là bỏ ác theo thiện. Thứ hai là cải tà quy chánh. Thứ ba là đoan chánh tâm niệm. Trong tâm niệm đều là thuần tịnh thuần thiện thì cái tai nạn này thật sự sẽ được hóa giải. Nó không phải là dời lại, mà thật sự là được hóa giải. Cái vấn đề này, người trên thế giới có chịu nghe hay là không, có chịu làm hay không? Không làm. Con người hiện tại rất kỳ lạ, chịu nghe lời gạt mà chẳng chịu nghe lời khuyên. Khuyên họ không nghe, gạt họ thì họ nghe. Cho nên họ không có biết sám hối, không biết sửa đổi, không biết quay đầu. Vì thì tai nạn khẳng định là sẽ hiện tiền. Hiện tại dù là vẫn thực hiện cầu nguyện tập thể, nhưng hiệu quả không còn như ngày xưa. Ngày xưa vì cầu nguyện thì tâm rất chân thành, tội tương đối nhẹ. Hiện tại tạo ra tội nghiệp thì cực nặng. Cái tâm lúc quyền cầu cũng không phải thật sự là chân thành, rất cầu may. Ta có thể sống thêm một ngày, sống thêm một năm là tâm lý dạng cầu may. Sẽ có một ngày sự cầu nguyện của bạn sẽ mất hiệu quả, không có hiệu quả, không khởi tác dụng, thì tai nạn liền hiện tiền. Cho nên trong lúc chúng tôi giảng kinh cũng thường hay nhắc đến việc này. Cầu nguyện chỉ là trị phần ngọn, không phải trị phần gốc. Trị nhất thời chứ không phải là cứu cánh. Thế nào là trị tận gốc, thế nào thì là cứu cánh? Là dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế giảng kinh dạy học 49 năm, không có một ngày nào mà không giảng kinh thuyết pháp với mọi người. Ngày nay thì chúng ta gọi là giảng kinh dạy học. Người xuất gia sao có cái đạo lý không giảng kinh? Thân phận của người xuất gia là thiên nhân sư, là bậc thầy của trời và người nhân gian. Mà đã là thầy thì phải dạy học, không dạy học thì sao có thể gọi là thầy được chứ? Công việc hộ pháp toàn bộ đều do cư sĩ tại gia làm. Bạn xem Thế Tôn năm xưa còn tại thế giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Dùng lời hiện nay để mà nói là mở lớp dạy học. Cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật là làm cái công việc này, không có xây dựng chùa chiền. Bản thân không hề có đạo tràng,
Hiện tại Pháp hội Kinh Sám Phật Sự ở trong các chùa chiền ngày nay không hề có vào thời của Đức Phật. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc đã được hơn 2.000 năm rồi. 1.000 năm đầu tiên thì cũng không có việc này. Trong các tự viện am được Phật giáo đều là giảng kinh dạy học. Thật sự là đã hoàn toàn biến chất. Từ việc am đường không giảng kinh, không tu hành, có thể là từ thời Hàm Phong về sau, chính là từ thời Từ Hy Thái Hậu chấp chính. Hoàng đế Hàm Phong chết, đứa con đồng trị thì còn rất nhỏ, buông rèm chấp chính, mà không có xem trọng đối với Phật giáo, tự xưng mình là lão Phật gia. Phật giáo suy bại từ đó, toàn bộ sự suy thoái có lẽ là do bà dẫn đầu. Trên làm thì dưới theo, làm đế vương mà không xem trọng, cho nên người tôn trọng Phật Pháp càng ngày càng ít. Cái nghiệp này tạo rất nặng. Không dùng luân lý đạo đức để giáo hóa nhân dân, không dùng Phật Pháp để giáo hóa chúng sanh, xã hội liền đại loạn. Trên địa cầu này tai biến liền ập tới. Hiện nay gọi đó là thảm họa tự nhiên, kỳ thực là nó không tự nhiên, là nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm lấy, là do nghiệp bất thiện đã cảm ứng sự tai biến trên cả địa cầu. Làm thế nào để khôi phục lại sự ổn định, để nó bình thường trở lại? Không có gì khác hơn, nhân tâm mà bình thường thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ bình thường. Đây là trên Kinh Đại Thừa thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Cái đạo lý nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh này, đây cũng đều là Phật nói, là một cái nguyên tắc, nguyên lý vô cùng quan trọng. Tâm của chúng ta thiện, xã hội sẽ thiện. Cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa, không có cái gì là không thiện. Tâm của chúng ta bất thiện thì cũng không có cái gì là thiện cả. Thế giới cực lạc tốt đẹp đến như vậy cũng không có gì khác. A Di Đà Phật thiện, những Bồ Tát giảng sanh đến thế giới cực lạc cũng đều thiện. Huống hồ A Di Đà Phật ở thế giới cực lạc ngày ngày giảng kinh dạy học, không gián đoạn một ngày nào, không học tập ở Phật Bồ Tát, không học ở các thánh nhân. Vậy thì chúng ta học ai? Hiện tại cả thế giới đều đang học cái truyền hình, học tập Internet. Truyền hình cùng Internet đang dạy con người ta cái gì? Đang dạy bạo lực, sát tình, sát đạo, dâm dọng. Loại giáo dục này là giáo dục hủy diệt thế giới. Không những hủy diệt xã hội mà còn hủy diệt địa cầu này. Tán thán sự giáo dục này, ủng hộ sự giáo dục này, thì bạn chính là hộ pháp của họ, là giúp đỡ cho truyền hình, giúp đỡ cho Internet hủy diệt thế giới, hủy diệt địa cầu này. Chính là làm cái việc này. Hiện nay người học Phật rất ít, bề ngoài thì nói người học Phật rất nhiều, trên thực tế thì người thật sự tin Phật rất ít. Mục đích học Phật cũng đều là sai lầm. Đem chùa chiền xây cho nguy nga tráng lệ, ngày ngày đi lại Phật, cầu cái gì? Cầu thăng quan phát tài, cầu danh văn lợi dưỡng, cầu ngũ dục lục trần, là cầu những thứ này, chứ không phải là cầu đạo. Sự giáo dục của thế giới ngày nay, từ trường mẫu giáo cho đến việc nghiên cứu, đều không có giảng luân lý, không có giảng đạo đức, không giảng nhân quả, không giảng tôn giáo, mà giảng về bạo lực sắc tình, giảng sát đạo dâm vọng. Chánh pháp thì không có người nào hộ trì, rất ít người biết điều này. Họ được lợi ích, họ niệm Phật, tương lai giảng sanh tịnh độ. Sự hỗn loạn của xã hội, tai biến của địa cầu, những người tạo tác ra cái nghiệp bất thiện thì họ phải gánh vác cái quả báo này. Mỗi người gánh lấy cái nhân quả của chính mình, ai cũng không có cách nào thay thế. Người xuất gia tu hành là đệ tử của thánh nhân, họ đang học thánh nhân. Nếu nói mượn chiêu bài của Phật Thánh, mạo xưng đệ tử của Phật Thánh, không phải chân chánh học Phật. Tiếp nhận người khác cúng dường, đây là tội rất nặng.
Quý vị xem trong kinh Địa Tạng, Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng, nếu tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật đều có thể cứu. Tội trộm cắp của người xuất gia, Phật không cứu được, không cách nào cứu được. Vì sao vậy? Vì tội này quá lớn, nặng hơn tội ngũ nghịch. Chư vị biết tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, khi tôi ở Singapore, cư sĩ Lâm đem đoạn kinh trong kinh Địa Tạng này in ra tờ giảng khắp nơi, chỗ nào chúng ta cũng có thể thấy, cảnh tỉnh mọi người tuyệt đối đừng khởi ác niệm ăn trộm của thường trú. Đây là mười phương thiện tính dứt giả cung kính để cúng dường Tam Bảo. Họ cúng dường là để cầu phước cầu tuệ. Quý vị lại dùng vào việc riêng tư, tội này còn nặng hơn tội trộm cắp tài vật của quốc gia, không biết nặng gấp bao nhiêu lần. Phật Bồ Tát cũng không giúp được, quý vị phải làm sao? Đủ để quý vị chịu tội ở địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ. Ngày nay người tạo nghiệp này rất nhiều, nhưng không ai biết. Bản thân người tạo nghiệp cũng không biết, không ai nói. Vừa mới nói, quý vị không có thành kính đối với thánh hiền. Mặc dù nói cho quý vị một cách rất rõ ràng, minh bạch, quý vị không tin, không tiếp nhận, còn nói đây là gạt người, tự cho mình thông minh, lừa gạt những người ngu si. Nếu những lời này từ trên kinh điển là Phật nói, Ngài không gạt con người. Con người lừa gạt con người, Phật không lừa gạt con người. Không thể không biết điều này. Tài vật của người xuất gia, trong lúc cần việc cấp bách, người xuất gia cũng tu bổ thí. Ngài Ấn Quang lúc còn tại thế, khi quốc gia gặp những thiên tai như hạn hán lũ lụt, Ngài cũng lấy tiền cúng dường ra để bố thí cứu tế. Tiền này có thể dùng vào việc cứu tế.
Ngài Ấn Quang làm cho chúng ta thấy suốt đời Ngài tiền tứ chúng cúng dường đều dùng vào việc in kinh. Vì sao Ngài làm như vậy? Đây chính là sự nghiệp giảng kinh dạy học, hoằng pháp lợi sanh. Bản thân Ngài ra bên ngoài giảng kinh bị trở ngại về ngôn ngữ. Tiếng nói nơi quê Ngài âm quá nặng, một số người nghe không hiểu, nên suốt đời Ngài dùng văn tự. In những kinh luận rất hay. Chỉ cần có thể khuyến hóa nhân tâm, giúp mọi người giác ngộ, giúp mọi người quay đầu, những văn tự này Ngài đều in ấn, đều lưu thông, lưu truyền. Tập trung tất cả lực lượng để làm điều này. Việc này quả thật là việc tốt lớn. Nếu quý vị hỏi ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, quả bao thù thắng nhất chính là ấn tổng kinh. Khuyên người chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ. Công việc này thiện nhất, không có việc gì thiện hơn. Xây chùa cũng không được. Chùa xây rồi, không có ai đến giảng kinh, không có ai đi hoằng pháp. Thắp hương kêu người thắp hương lạy Phật, cầu thăng quan phát tài, đó gọi là khởi xướng mê tín. Quý vị nên biết, Đức Thế Tôn một đời tại thế, vì sao không xây chùa? Nếu Ngài xây chùa, phước báo của Ngài lớn, tín đồ nhiều, cúng dường nhiều, khắp nơi đều có thể dựng chùa. Suốt đời Ngài xây mấy trăm ngôi chùa có trở ngại chăng? Không thành vấn đề. Vì sao Ngài không làm? Chúng ta thử nghĩ xem. Toàn bộ tinh thần thể lực đều dùng vào việc giảng kinh dạy học. Đức Phật trú thế 80 năm. Nhất cử nhất động, từng lời nói, từng nụ cười đều là thiền cơ, đều là huyền bí. Chúng ta nghe rồi, thấy rồi. Nhìn thấy văn tự hiện nay ghi chép trong kinh điển, chúng ta tư duy lãnh hội nghĩa chân thật của Ngài, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Dụng ý của Ngài rất thâm sâu. Đó là trí tuệ chân thật, học vấn chân thật. Đây là dạy chúng ta kính Tam Bảo, cứu cánh của Tam Bảo là Tam Bảo của tự tánh. Tự tánh giác là Phật Bảo, tự tánh chánh là Pháp Bảo, tự tánh thanh tịnh là Tăng Bảo. Cho nên về mặt tự tánh mà nói, chính là chánh giác tịnh,
từ trên hình tướng xem là Phật Pháp Tăng. Nhân ái từ bi, bác tỳ chúng dân. Bác là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Tế là cửu tế, chúng dân là chúng sanh. Chúng sanh khổ, khổ từ đầu đến, khổ do mê thất tự tánh. Làm sao cứu tế họ? Nếu họ minh tâm kiến tánh sẽ không khổ. Làm sao giúp họ minh tâm kiến tánh? Điều này cần phải dạy học. Nên mục tiêu dạy học của Phật giáo là giúp người học tập minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Việc dạy học này sẽ viên mãn. Học trò kiến tánh họ đã tốt nghiệp, chưa kiến tánh là chưa tốt nghiệp. Cho nên Phật cứu tế tất cả chúng sanh khổ nạn, không phải dùng vật chất, cũng không phải dùng tinh thần, không có kỹ xảo nào cả. Chỉ có một việc là dạy học, chính là phương pháp này. Phương pháp này phổ độ chúng sanh. Từ đấy có thể biết giáo dục quan trọng nhất trong mọi vấn đề. Nếu thực sự học theo Phật Bồ Tát, học tập một thời gian họ sẽ thay đổi. Không gặp Phật Bồ Tát hoặc vẫn giữ thành kiến, ghen ghét, ngạo mạn với Phật Bồ Tát, như thế sẽ rất khó tỉnh ngộ. Nhưng có thể tỉnh ngộ không? Có, chắc chắn sẽ tỉnh ngộ. Tại sao? Vì ngoại và ma tạo rất nhiều tội lỗi, nhất là chướng đạo. Chướng đạo gì? Chướng ngại Phật Pháp. Ma, ngoại, lấp che Pháp Thánh Đạo. Phật có thể nói được. Rất nhiều thủ đoạn chướng đạo, Phật biết tất cả. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ma Vương Ba Tuần cũng đến nghe kinh, cũng đến lạy Phật làm thầy. Nhưng nó ghen ghét Phật, tâm ghen ghét của nó rất nặng. Thấy Phật có nhiều đệ tử, nhiều người tôn kính ngưỡng mộ Ngài, nó có vẻ không phục, muốn phá hoại Pháp Phật. Phật nói, Pháp của ta là chánh Pháp, được chảy ra từ tự tánh. Nói cách khác, không một ai có thể phá hoại Pháp Phật. Mà vừa nói, đợi đến mạt Pháp, nghĩa là 2000 năm sau, thời mạt Pháp, ta sẽ bảo ma con ma cháu của ta xuất gia, mặc áo ca sa, đến phá hoại Pháp của Phật.
Phật nghe những lời đó, lặng lẽ không nói, rơi nước mắt. Bây giờ chính là mạt pháp. Quả thực là như thế. Quý vị muốn học chánh pháp, họ ngăn trở không cho học. Muốn giảng kinh, không cho ta giảng kinh. Ta thực sự muốn dẫn dắt mọi người tu hành, họ cũng quấy phá. Nhưng muốn làm trái giới ngược, trái với những lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thì họ sẽ ủng hộ. Phật giáo ngày nay, khi chúng tôi còn trẻ, không tin tôn giáo, chúng tôi chưa bao giờ đi chùa, cho rằng nó mê tín. Chưa bao giờ nghe ở chùa nào có giảng kinh, không bao giờ nghe. Ngày xưa có. Chùa chiền ở Trung Quốc không có giảng kinh, ít nhất đã 200 năm nay. Nhưng phải biết, trước đây 200-300 năm, không chùa nào không giảng kinh. Không ai chứng quả, không ai tu tập, nhưng có người giảng, có người nghe. Thời kỳ mạt pháp, có người nghe nhưng không làm theo, vẫn muốn nghe. Ở Nhật Bản, lần trước tôi có đến Nhật Bản giảng kinh, có hai vị pháp sư nói với tôi, chùa Nhật ngày trước cũng giảng kinh, còn bây giờ không thấy. Ông nói với tôi, khoảng 400 năm nay, vì Nhật Bản tiếp thu nền văn hóa phương Tây sớm hơn Trung Quốc, họ đã bỏ 400 năm nay, không ai giảng kinh nữa. Lần đó tôi đến giảng 2 tuần, họ rất coi trọng, đây là chuyện hy hữu. Tất cả những chuyện đó là ngoại ma đến chướng đạo. Bởi thế, Đài Loan năm nào cũng giảng kinh, 38 năm chưa gián đoạn. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung là một người tại gia. Ông ở Đài Trung đã 38 năm, chưa bao giờ thôi giảng kinh, mỗi tuần giảng một lần. Gần đây giảng 2 lần, sau lại giảng 1 lần. Ngày thứ 4, ngày thứ 7. Sau đó, ngày thứ 7 ông bồi dưỡng cho một số học sinh. Thứ 7 giảng cho học sinh. Thứ 4 ông đứng ra giảng. Chưa bao giờ gián đoạn. Phật Thích Ca Mâu Ni cứ còn tại thế, ngày nào cũng giảng kinh, chưa nghỉ một ngày 49 năm. Vấn đề này cho chúng ta biết giáo dục quan trọng dường nào.
Tổ tiên chúng ta biết rằng văn hóa là linh hồn của dân tộc, giáo dục là cơ hội sống còn của văn hóa. Không có giáo dục, văn hóa sẽ chết. Bởi thế, mấy nghìn năm trước đã đề xuất xây dựng đất nước, giáo dục làm đầu. Một số người ngày nào trên miệng cũng bô bô công đức, liệu có tu được không? Khó. Ta hãy thử bình tâm quan sát. Chúng ta nên lắng lòng tự nghĩ, có công đức chăng? Chưa áp dụng ngũ giới thập thiện thì công đức đâu ra? Nếu nói phước đức, có phước đức, công đức không có. Tu phước, trong phước phải có chân tính, thì phước đức đó mới thành công đức. Không có lòng tin, không có thành kính, tu công đức đó trở thành phước đức. Chúng ta nghĩ xem, trong bối cảnh Đường Võ Đế gặp Tổ sư Đạt Ma, bạn đã thấy rõ trường hợp. Đường Võ Đế là một đại hộ pháp nhà Phật chúng ta, xưa nay chưa có người thứ hai. Xây dựng chùa viện cho Phật giáo, thời gian tại vị, ông đã xây tổng cộng 480 ngôi, đều có quy mô khá lớn. Giúp người xuất gia, cúng dường người xuất gia mấy mười vạn người. Khi Tổ sư Đạt Ma mới đến Trung Quốc, đến ý kiến ông, ông huên hoang khoe với Tổ sư Đạt Ma: tôi đã làm trường đó, công đức của tôi đến đâu? Tổ sư Đạt Ma là người chân thật, nói với ông một câu chân thật, không chút công đức. Nghe câu trả lời, Đường Võ Đế đổi ngay sắc mặt, kêu người tiễn khách, tiễn ngài về. Lời nói không khế cơ, ngài nói là sự thật. Quý vị xem, khoe khoang, hoa hòe, ngạo mạn, Khổng Phụ Tử đã nói, như tài năng, cái đẹp của Chu Công khiến kiêu mạn lại bủn xỉn, ngoài ra không có gì để xem. Thái độ như thế cũng biết được ta không có công đức. Ngày nay chúng ta tu phước, tu thiện, bỏ ác làm lành với tâm gì? Có phải mang âm hưởng như Lương Võ Đế không? Nếu mang tâm thái như Lương Võ Đế thì đó là phước đức mà không có công đức. Nếu ta hỏi Tổ sư Đạt Ma, nhất định ngài sẽ trả lời hoàn toàn không có công đức. Công đức tương ứng với định, tương ứng với tuệ. Nó có định, có tuệ. Phước đức không tương ứng với định tuệ, chỉ là phước báo nhân thiên.
Bởi thế, quý vị xem những bậc đế vương, tướng soái các thời kỳ, trưởng giả giàu có, đều là đại phước báo tu tập trong đời quá khứ. Rất nhiều người cho rằng mình tu là đại công đức, đến cuối cùng biến thành đại phước báo trong cõi trời người. Công đức có thể giúp ta thoát khỏi sinh tử tam giới, phước đức không thể. Phước đức chỉ được hưởng thụ danh lợi. Mấy ai hưởng phước không tạo nghiệp? Nếu quan sát từ phương diện này, ta sẽ cảm thấy lo sợ. Khi hưởng hết phước, nghiệp báo kéo đến, lập tức bị đọa lạc. Nếu một khi đọa lạc đến địa ngục, rắc rối sẽ rất lớn. Đây là nơi dễ vào nhưng thoát ra rất khó khăn. Khi nào mới ra được? Khi tội nghiệp hết hoàn toàn mới ra khỏi được. Giống như khi phạm tội, bị kết án, bị giam vào tù, mãn hạn án 10 năm, hết 10 năm thì mới ra khỏi được. Địa ngục giống như nhà tù, nhưng phải hiểu địa ngục là do biến hóa, không phải ai xây dựng, không ai thiết kế, cũng không phải vua Diêm La, không liên quan đến vua Diêm La, càng không liên can đến Thượng Đế, không liên can đến Phật Bồ Tát. Nó là do nghiệp lực chúng ta biến hiện ra. Khi nghiệp ác hết mới thoát ra được. Đến lúc đó mới tính xong nợ. Tội nghiệp tạo ra từ vô thị kiếp đến nay, tất cả đều tiêu trong đó. Tiêu hết mới ra khỏi. Nhưng ra rồi như thế nào? Ra nhưng vẫn mang tập khí không tốt. Nếu không gặp thiện hữu tri thức thực sự giáo hóa thì rất dễ phạm lỗi. Lỗi đó là gì? Là tham sân si mạng, sát đạo dâm vọng. Ta sẽ phạm những lỗi đó. Khi đã phạm những lỗi đó, khi mất lại bị đọa vào địa ngục. Mọi người đọc kinh Địa Tạng thì biết, mỗi chữ mỗi câu trong kinh đều là thật, không phải viễn vông. Ba thứ trên đây là chuyện Phật thường hay nói đến trong kinh điển, thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết cho người khác biết. Chúng ta phải hiểu được ý của Phật, phải biết làm cách nào mới có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Còn một chuyện quan trọng mà trong kinh thường nói, đó là chúng dụ, lỗi lầm liên quan đến việc này cũng rất lớn. Chúng dụ là gì? Thích làm việc, thích kinh doanh và tạo ra thật nhiều sự nghiệp. Phật nói đó là lỗi lầm. Trong kinh Phật đã từng nói qua, Phật cử ra một thí dụ. Nếu có Bồ Tát, Bồ Tát này là Bồ Tát không có trí huệ, kinh doanh rất nhiều sự nghiệp. Tôi cử ra một thí dụ, ví dụ như làm ra bảo tháp. Điều này có ý giống sự xây dựng đạo tràng. Người xưa thường nói tạo tháp cúng Phật thì phước báo vô biên. Đức Phật nói, người này tu phước, cho dù tạo ra tháp bằng bảy báo ở khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thế Tôn nói, ta gặp vị Bồ Tát này sẽ không sanh tâm hoan hỷ, đó không phải là chân chánh cúng dường ta, và cũng không phải là cung kính đối với ta. Xem đoạn kinh này, chúng ta dễ đến việc
vua Lương Võ Đế gặp Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Quốc. Vua Lương Võ Đế là đệ tử tại gia và đã thọ giới Bồ Tát. Vua đã xây tổng cộng 480 ngôi chùa rất lớn và thích khuyên người đi xuất gia. Vua đã độ tổng cộng đến 10 vạn người xuất gia. Vua dùng oai quyền và tài lực của một ông vua để xây dựng chùa và cúng dường người xuất gia. Vua Lương Võ Đế cảm thấy rất tự hào về chuyện này, muốn khoe với Tổ Đạt Ma và hỏi: công đức của tôi lớn không? Tổ Đạt Ma là người thật thà, giống như trong kinh nói, tâm thanh tịnh vì chúng sanh thuyết pháp, nên trả lời rằng không có công đức gì hết. Vua Lương Võ Đế nghe xong câu này thì không được vui, như bị tạt thau nước lạnh lên đầu, rất thất vọng nên nói: được rồi, tôi sẽ không hộ pháp cho ông. Vì thế Sơ Tổ Đạt Ma phải lên chùa Thiếu Lâm, ngồi đối mặt vào tường hết 9 năm mới truyền y bát cho Tổ Huệ Khả. Giả sử năm xưa nếu Tổ Đạt Ma có thể tùy thuận theo nhân tình và nói với vua Lương Võ Đế công đức của nhà vua rất lớn, thì chẳng lẽ vua Lương Võ Đế không hộ pháp cho tổ sư sao? Nhưng một người chân chánh tu hành tuyệt đối không vì danh văn lợi dưỡng mà nói ngược lại chánh pháp. Chuyện ngài nói là chánh pháp, cho nên vua Lương Võ Đế xây 480 ngôi chùa mà không có công đức. Trong kinh Đức Phật nói, nếu bạn xây tháp bảy báo khắp hết tam thiên đại thiên thế giới thì cũng không có công đức. Đạo lý ở chỗ nào? Đây là như phía trước có nói, không phải là lợi ích chân thật. Đây không phải là lợi ích chân thật, không dư pháp, không thể liễu sanh tử và cũng không thể chứng niết bàn. Đối với những chuyện này không liên can. Những chuyện này nói dễ nghe một chút thì là phước đức, phước đức hữu lậu của lục độ chúng sanh, không có dính líu gì với công đức hết. Cho nên những pháp mà Thế Tôn dạy cho Bồ Tát đều nhất định phải phù hợp và tương ứng với Ba La Mật. Nghĩa là Ba La Mật là đến bờ bên kia, viên mãn, hoàn hảo. Việc xây bảo tháp khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng giảng cho người khác nghe bốn câu kệ như trong Kinh Kim Cang có nói. Cho đến thọ trì bốn câu kệ, trong Kinh Kim Cang có rất nhiều thí dụ như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ nói còn hay hơn nữa: giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất dư kiên dũng cầu chánh giác. Nếu như cúng dường chư thánh nhiều như cát sông Hằng, cũng không bằng kiên quyết dũng mãnh cầu thành Phật. Hàng thánh của tiểu thừa là A-la-hán, của đại thừa là từ hàng địa Bồ-Tát trở lên, đẳng giác Bồ-Tát và chư Phật Như Lai. Bạn cúng dường những vị thánh nhân này số nhiều như cát sông Hằng, Phật đói không bằng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao vậy? Vì niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là lợi ích chân thật, lợi ích vĩnh viễn. Khi sanh đến Cực Lạc thế giới, viên chứng tam bất thoái, trong một đời sẽ thành Phật. Cho dù nói là không thành Phật, thời gian ở Cực Lạc thế giới làm Bồ Tát, bạn sẽ là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, nghĩa là Bồ Tát không thoái chuyển. Bạn sẽ có trí huệ, thần thông và năng lực để độ tận tất cả chúng sanh có duyên với bạn trong khắp hư không pháp giới. Bạn có thể giúp đỡ họ. Nếu bạn cúng dường hằng sa thánh thì cũng chỉ tu được một chút phước thôi. Trí huệ và đức năng của bạn không thể hiện ra. Bạn không những không thể độ chúng sanh mà tự mình cũng không độ được. Chuyện này Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: sanh tử đại sự, phước không thể cứu được. Cho dù phước lớn hơn nữa cũng không thể liễu sanh tử, bạn cũng không thể ra khỏi luân hồi. Muốn liễu sanh tử thoát khỏi luân hồi thì phải tu và tích lũy công đức mới được. Trong các thứ công đức, không có gì sánh bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tại sao tâm nguyện thù thắng của mình phát không được? Phiền não tập khí còn rất nặng, vẫn là đoạn dứt không được. Tâm vẫn không thể tịnh được. Đây là vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta từ vô thị kiếp đến nay quá nặng và gây ra chướng ngại cho chúng ta. Chúng ta rất muốn tâm được thanh tịnh, rất muốn tương ứng với Phật, nhưng làm không được. Làm không được, tại sao gặp được pháp môn này? Tại sao gặp được bộ kinh này? Nói một cách khác,
chúng ta có thể gặp được pháp môn này và bộ kinh này, thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta đã thành thục. Sau khi gặp được, muốn làm mà làm không được, đây là vì nghiệp chướng sâu nặng. Tuy có đầy đủ nhân duyên, nhưng còn một số chướng ngại. Chỉ cần chúng ta dẹp xong chướng ngại này, thì chúng ta sẽ thành công. Dùng phương pháp gì để dẹp tan chướng ngại? Đọc tụng. Nếu có vài người bạn có cùng chung chí hướng, khi gặp nhau, nên thường nghiên cứu, thảo luận, nhất định đừng có tự ái. Hãy đem lỗi lầm của mình nói ra, phát lộ, sám hối. Hai ba người bạn cùng chung kiểm điểm thật tình để tìm ra sự sai lầm. Tất cả cùng nhau nghiên cứu thảo luận để khắc phục những tập khí phiền não này. Thiện căn, phước đức và nhân duyên của chúng ta trong đời này vừa đúng lúc đã chín mùi. Chỉ tại một chút chướng ngại này cản trở, đem dẹp chướng ngại này đi thì chúng ta sẽ thành công. Quan trọng là ở chỗ này, cho nên phải ghi nhớ thật kỹ ba điều: thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết cho người khác biết. Công đức này không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần việc vua Lương Võ Đế xây dựng 480 ngôi chùa. Phật nói, nếu có người xây tháp bằng bảy báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, thì cũng không sánh bằng bạn đâu. Mỗi lời nói của Đức Phật đều là chân thật. Chúng ta, kể cả cá nhân của tôi, mỗi người đều có rất nhiều tập khí và phiền não, muốn sửa đổi mà sửa không hết. Tôi có một lợi điểm là mỗi ngày giảng kinh cho đại chúng, có rất nhiều cơ hội để phản tỉnh. Nếu không diễn thuyết cho người khác, cơ hội để phản tỉnh của bạn ít đi. Nếu thường khuyên người khác, đương nhiên cũng là khuyên mình. Đây có đạo lý nhất định. Hy vọng là chúng ta nhắm vào phương hướng này, mục đích này, nỗ lực gắng sức, thì ba ngày họp mặt này sẽ rất có ý nghĩa và có thể giúp chúng ta tiêu trừ rất nhiều chướng duyên ở trước mặt. Biết phải tu hành như thế nào mới là công đức chân thật, mới là lời chân thật của Phật đã dạy cho chúng ta. Tôi khuyên người tu phước nên làm ba việc. In kinh nhất định sẽ là chuyện tốt, chẳng có tác dụng phụ, chẳng bị tệ hại. Thứ hai là giúp kẻ bị bệnh khổ. Thứ ba là phóng sanh. Đây là việc tôi cực lực đề xướng. Ăn chay phóng sanh. Tôi cũng tu sám hối. Lúc trẻ tuổi ham thích săn bắn, sát sanh quá nặng, nghiệp sát sanh quá nặng. Sau khi học Phật mới biết rõ, đặc biệt là đọc kinh Địa Tạng. Biết quả báo của nghiệp sát sanh quá nặng, cho nên đọc kinh này xong, liền chẳng dám ăn thịt nữa. Không những chọn ăn chay, mà còn dốc hết sức hết lòng để phóng sanh, tu pháp sám hối. Ba việc này tuyệt đối là việc tốt. Nhất định sẽ chẳng có ảnh hưởng xấu ác. Nếu nói chúng ta xây một ngôi chùa không nhất định là việc tốt. Nếu chùa xây xong, những người trụ trong ấy, tại gia, xuất gia, tứ chúng đệ tử đều tu hành đúng như pháp, chân chánh là một đạo tràng tốt, thì công đức ấy vô lượng. Nếu đạo tràng xây xong, tứ chúng đệ tử mỗi ngày đều đánh lộn, tranh giành đoạt lợi, bạn xây đạo tràng như vậy là tạo tội nghiệp. Bạn dẫn những người ấy đọa địa ngục, đâu có lý nào bạn chẳng đọa địa ngục cho được. Nên chuyện đó chưa chắc là phước. Cả đời tôi chẳng dám đề xướng. Nếu gặp đạo tràng chánh pháp, phước đức cúng dường sẽ vô lượng vô biên. Trong đời tôi rất ít gặp đạo tràng chánh pháp.
Lúc trước tôi chỉ thấy núi Đại Dự, chùa Bảo Liên trên núi Đại Dự, ở Hương Cảng, đạo tràng của Thánh Nhất Pháp Sư. Năm 1977, thầy mời tôi đến thăm. Thiền đường mỗi ngày tọa hương theo quy củ, lúc đó có 40 mấy người, vẫn có thể duy trì đạo phong ấy rất khó được. Cả đời tôi gặp được một chỗ làm thực sự là mỗi ngày. Ngày nay chúng ta ở đây, cư sĩ Lâm là một đạo tràng chánh pháp. Thật chẳng nghĩ tới. Tôi ở Đài Loan nhiều năm, xây dựng thư viện. Tôi chẳng dám nói thư viện là đạo tràng chánh pháp, chẳng dám nói. Thư viện làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Đích thực chúng tôi tận tâm tận lực đi làm, nhưng nói đến tu đạo, chúng tôi chẳng làm chân chánh. Trong ấy có nhiều chướng duyên. Chúng tôi thực sự muốn làm, lúc làm thì có chướng ngại, duyên chẳng thành thục. Còn chúng sanh tại địa phương này, thời tiết nhân duyên thành thục, chân chánh được chư Phật hộ niệm, Bồ Tát lãnh đạo, nên mới có thể thành tựu đạo tràng chánh pháp. Thật chẳng dễ. Trong kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Thời đại này có được một đạo tràng như vậy, thật sự là vô cùng hiếm hoi, hy hữu. Ngày nay chúng ta trồng phước, đương nhiên đây là ruộng phước thật sự. Do đó, hết thảy đại chúng cúng dường cho tôi đem hết số ấy gửi qua bên đó. Phước điền thù thắng hiếm có. Bạn cúng dường tôi thay thế bạn trồng phước điền. Bạn cúng dường tôi chẳng có phước. Bạn cúng dường đạo tràng này thì phước báo chẳng cùng tận. Một đồng một cắt đều có công đức chân thật, phước báo vô biên. Đạo tràng phải coi trong ấy có đạo hay không. Thật sự có đạo phong, học phong thì đó là đạo tràng chân chánh. Chúng ta phải dốc toàn tâm toàn lực để hộ trì, cúng dường. Đời sau chúng ta được đại phước báo. Phước điền này chẳng trồng sai chỗ. Nếu đạo tràng ấy là nơi đấu tranh, chúng ta ra tiền ra sức ở đó là tạo tội, chẳng phải trồng phước. Hồi xưa tôi ở Đài Loan giảng kinh tại một đạo tràng. Ở đó giảng chẳng bao lâu, đại khái là hơn một tháng. Người xuất gia trong ấy mỗi ngày đều cãi lộn. Vì sao cãi lộn? Tranh chức chấp sự. Đạo tràng ấy mới xây chẳng bao lâu, cỡ 1-2 năm. Vì lão sư phụ cho đệ tử đi khắp nơi ở Đài Loan để quyên góp về xây đạo tràng. Sau khi xây xong, đương nhiên chẳng có ai giành địa vị của lão sư phụ,
đệ tử của Ngài chẳng dám tranh. Họ lại tranh chức đương gia, tri khách, giám diện. Họ nói tôi quyên được bao nhiêu tiền, tôi đáng làm chức đó. Kẻ kia nói họ quyên được bao nhiêu tiền, đáng phải làm chức gì. Mỗi ngày đều tranh cãi chẳng dứt chẳng yên. Họ mời tôi đi giảng kinh. Tôi về Đài Trung liền kể chuyện này cho thầy Lý. Thầy Lý nói thôi đi, về đi, đừng đi nữa. Tôi nói kinh đó giảng mới nửa chừng thì sao? Không sao. Tôi bèn nghe lời thầy. Kinh chưa giảng xong, đại khái giảng chừng 1/3 rồi ngưng. Thầy nói chẳng nên tới những chỗ thị phi như vậy giảng nữa. Những kẻ ra tiền ra sức chẳng trồng được phước điền, thực sự gọi là tạo nghiệp. Có lúc thầy Lý giảng kinh cũng nhắc chúng tôi. Thầy nói mọi người đồng tâm đồng sức cùng nhau đi khắp nơi quyên tiền xây đạo tràng, thì lúc đó là Bồ Tát khuyên người ta tu phước. Đạo tràng xây xong thì biến thành La Sát. Tranh quyền đoạt lợi. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Chúng tôi đã gặp hiện tượng này quá nhiều, cho nên nghĩ đến Ấn Quang Đại Sư cả đời chẳng xây đạo tràng, cả đời chẳng nhận đệ tử xuất gia, chẳng truyền giới. Tôi nghĩ rất có đạo lý. Lúc đó tôi chưa xuất gia, đọc Ấn Quang Pháp Sư văn sao, được sự giáo huấn của thầy Lý, nên tôi rất muốn học theo Pháp Sư Ấn Quang. Cả đời tôi chẳng xây đạo tràng, nghĩ mình chẳng có phước, chẳng muốn tạo nghiệp, chẳng muốn thọ quả báo này, rất đáng sợ. Cả đời chẳng thâu nhận đệ tử xuất gia. Quý vị hiện nay xuất gia chẳng phải theo tôi, mà theo quán trưởng xuất gia. Quán trưởng thâu nhận, tôi chẳng thâu. Hàng quán trưởng thật là y chỉ hòa thượng của quý vị. Cụ dùng danh nghĩa của tôi để xây đạo tràng. Sau khi cụ giảng sanh rồi, đương nhiên tôi không thể không chăm sóc sự tu học của quý vị. Trên đạo nghĩa nhất định phải lo lắng, nhất định phải hiểu. Tôi chỉ truyền thọ tam quy, ngũ giới. Những thứ khác tôi chẳng dám truyền thọ, sợ làm chẳng đúng như pháp thì phải thọ quả báo. Những lý sự này chúng ta đều phải rõ ràng minh bạch, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, cả đời quyết định cầu sanh tịnh độ. Tôi nhớ đến câu chuyện của An Thế Cao. Ngài có một người bạn minh kinh hiếu thí, là một pháp sư giỏi. Khi ông đi khất thực, nếu thức ăn không ngon thì trong lòng cảm thấy không vui. Trong lòng khởi oán hận. Khi khất thực được thức ăn ngon thì ông lại rất hoan hỷ. Ông có chút khuyết điểm như vậy nên khi chết ông đọa vào đường súc sanh. Do ông minh kinh hiếu thí, ông là một pháp sư giảng kinh, lại hoan hỷ bố thí, đúng là pháp sư giỏi, nên khi đọa vào đường súc sanh thì làm long vương. Làm long vương cũng rất khổ, tạo nghiệp không ít. An Thế Cao là bạn của ông ta, ngài đã đắc đạo nên đi cứu ông ta. Ông ta làm long vương ở hồ Cung Đình Giang Tây.
Thời gian đã hết, tiết học sau chúng ta bổ sung câu chuyện này, rất đáng để chúng ta cảnh giác. Trong những thứ này, nghiệp nhân báo ứng không sai chút nào, chẳng thể không lưu ý. An Thế Cao ở Trung Quốc, sau khi công tác phiên dịch kết thúc một giai đoạn, Ngài liền đến Nam Phương, bây giờ là Giang Tây, để độ bạn của Ngài Long Dương ở Hồ Cung Điện. Long Dương là bạn học với Ngài trong kiếp quá khứ, cũng rất chăm chỉ, minh kinh hiểu thị. Thật khó có một vị pháp sư giỏi như vậy, thông đạt kinh giáo, lại thích bố thí. Chỉ vì một chút tập khí mà đọa vào đường súc sanh, đạo nghiệp này chưa thành tựu. Tập khí đó là khi đi phân vệ. Phân vệ nghĩa là ra bên ngoài khất thực. Cổ Ấn Độ lúc bấy giờ, khi Phật còn tại thế, hình thức cuộc sống của người xuất gia là khất thực. Mỗi ngày ra ngoài khất thực, khất thực được thức ăn ngon thì ông rất hoan hỷ. Thức ăn không ngon, không hợp khẩu vị thì trong lòng ông rất buồn. Là một chút khuyết điểm như vậy đã chướng ngại đạo nghiệp của ông. Sau khi chết, đọa vào súc sanh, làm thân rắn, đọa vào trong đường rắn. Lúc này tu thành Long Dương, bởi vì ông ta hiểu kinh, có trí huệ, cho nên thân này rất linh, thật sự là hữu cầu tất ứng. Ông ta lại hoan hỷ bố thí, cho nên phước báo rất lớn. Trong truyện kỳ có ghi lại, chu vi miếu của Long Dương này 1000 dặm, rất lớn. Quần chúng ở trong 1000 dặm đó đều lễ bái Long Dương này. Khói hương nghi ngục, Long Dương linh nghiệm, hữu cầu tất ứng. Nhất là ngày xưa, giao thông dễ dàng nhất là đi thuyền, là dễ dàng nhất. Đi thuyền đường thủy lạy Long Dương, tập tục như vậy. Quý vị lạy ông ta, cúng dường ông ta, thì quý vị đi đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Ông bảo vệ quý vị, ông ta rất linh. Nếu quý vị không lạy ông, không cúng ông, thì ông ta sẽ làm phiền quý vị, khiến cho quý vị không được bình an. Tập khí này, tập khí của vị thần này là như vậy. Cho nên Long Dương biết được thọ mạng của mình sắp hết rồi, cũng biết đồng học An Thế Cao là cao tăng đắc đạo, nên xin Ngài giúp đỡ, xin Ngài siêu độ. An Thế Cao biết được, nên kết thúc một thời gian dịch kinh, thì đặc biệt vì sự việc này mà đến Hồ Cung Điện giúp Long Dương. Trước khi An Thế Cao đến, Long Dương thác mộng cho người coi miếu, tức là người trú trì ngôi miếu này, bảo ông ta 2 ngày nữa có một vị cao tăng đến đây thăm tôi, rồi nói rõ mối quan hệ giữa mình và An Thế Cao. Vị này đến đây là để siêu độ cho ông ta.
đem tất cả tài vật của ông ta, tức là những tài vật mà thập phương cúng dường, vị trú trì này phải giao hết toàn bộ cho An Thế Cao, mời ngài dùng số tiền này kiến lập một ngôi chùa. Ngôi chùa thứ nhất ở Giang Nam. Đem công đức này giúp ông ta rời khỏi đường súc sanh. Cho nên khi An Thế Cao đến thì mọi việc đều thuận lợi, những người trong miếu đều biết cả rồi, nên đặc biệt hoan nghênh ngài. An Thế Cao thuyết pháp cho Long Vương, đối trước tượng thần nói pháp cho ông ta. Hầu hết là nói bằng tiếng Phạn, người thường nghe không hiểu. Nói xong liền bảo với Long Vương: ông ra đây hiện thân cho mọi người xem đi. Ông ta cũng rất nghe lời, trong điện thờ từ từ bò ra là một con rắn rất lớn, rất dài. Mọi người nhìn thấy diện mạo thật sự của Long Vương. Sau đó quay về lại trong điện thờ, và con rắn này đã chết. Cho nên bây giờ ở chỗ đó gọi là thôn rắn. Lai lịch của thôn rắn là như vậy. Cổ tích này hiện nay vẫn còn. An Thế Cao mang theo những vật cúng dường đi về phía nam, từ Cán Giang, tức là Nam Xương hiện nay. Ở Nam Xương kiến lập một ngôi chùa do Long Vương dâng cúng. An Thế Cao hoàn thành ngôi chùa rồi. Khi ngài đang đi trên đường, cũng là đi thuyền, có một người thanh niên đứng bên thuyền lễ bái ngài. Một người thanh niên mặc áo quần màu trắng. An Thế Cao nói với mọi người: vị này là Long Vương. Ông ta sanh lên Đao Lợi Thiên rồi, bây giờ hiện thân đến cảm ơn. Đây là nhờ có một người bạn tốt giúp ông ta. Nếu như không có người bạn tốt này thì sau khi chết, Long Vương sẽ đọa ác đạo. Ông ta tạo rất nhiều nghiệp. Ai tu phước giúp ông ta? Câu chuyện này cho chúng ta lời nhắc nhở rằng, làm người không được tạo nghiệp ác, tâm địa phải thanh tịnh, phải bình đẳng, không được có phân biệt chấp trước. Khuyết điểm của ông ta là ở chỗ này. Chúng ta xem câu chuyện này. Vị này cũng là một người xuất gia tốt, minh kinh hiếu thí, mà vẫn đọa vào súc sanh. Vậy chúng ta nghĩ lại mình, chúng ta không được minh kinh hiếu thí, không hiểu kinh giáo, không có trí huệ, không thích bố thí, không có phước báo,
ông ta đọa vào đường súc sanh, làm được Long Vương, là có phước báo, có trí huệ. Nếu chúng ta đọa vào ba đường ác, thì chênh lệch với ông ta quá xa, không được như ông ta. Cho nên trong kinh Phật nói đạo lý, chúng ta chẳng thể không hiểu. Như trong Từ Bi Ta Muội Thủy Sám có nói quốc sư Ngộ Đạt có duyên phận đặc biệt với một vị A-la-hán là tôn giả Ca Nạc Ca. Vị A-la-hán ấy biết trong tương lai sư sẽ gặp chuyện không may, sẽ gặp tai nạn lớn. Ngài sẽ giúp sư hóa giải tai nạn ấy. Vì thế Ngài biến hóa thành một gã ăn mày, lại còn là một gã ăn mày bệnh tật rất nặng. Thân thể tư mũ, hôi thối khôn sẵn, người bình phàm đều chẳng muốn đến gần. Vị A-la-hán ấy cố ý khiến cho quốc sư Ngộ Đạt trông thấy. Lúc đó Ngài Ngộ Đạt còn chưa là quốc sư, còn chưa nổi tiếng. Quốc sư Ngộ Đạt là cao tăng 10 đời. Sự xuất gia tu hành lần này là đời thứ 10. Mỗi lần mất đi lại trở vào nhân gian, lại xuất gia. 10 đời đều là xuất gia cao tăng, làm thầy của đế vương. Vì thế người xuất gia lỗi lạc hơn mọi người, đều chẳng phải do một đời tu thành. Mà là 10 đời. Khi sư chưa nổi danh, gặp người ăn mày ấy, thấy người ấy rất đáng thương, sư thật sự giúp đỡ, dùng đầu lưỡi liếm vết thương ứa mủ, hút chất độc ra. Người bình thường chẳng thể làm được. Vị A-la-hán ấy khảo nghiệm sư, thấy sư từ bi chân thật chẳng giả. Từ bi đến mức độ nào? Khá lắm. Ngài thấy rất vừa lòng, bèn bảo quốc sư Ngộ Đạt, trong tương lai nếu thầy gặp tai nạn to lớn, hãy đến tìm tôi. Ngài nói tôi ở Tứ Xuyên, cho sư biết địa phương đó. Thầy lên trên núi, thấy trên núi có hai cây tùng mọc cùng một chỗ. Đến chỗ cây ấy gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện. Chẳng biết trải qua bao nhiêu năm, hoàng thượng thật sự bái sư làm thầy, phong làm quốc sư. Có một ngày, hoàng thượng tặng sư một bảo tọa bằng trầm hương. Quý vị thấy đồng tu tặng tôi chuỗi hạt bằng trầm hương này, nghe nói mấy hạt này rất quý. Tôi chẳng biết, trước này tôi chưa hề dùng thứ trân quý này. Người ở Đài Loan tặng cho tôi, phải đến mười mấy vạn đồng Đài Loan mới có được một chuỗi hạt như vậy. Trầm hương làm thành ghế thái sư, rất nổi tiếng quý báu. Bảo tọa trầm hương ấy, hai người chẳng khiêng được.
Hoàng thượng tặng sư bảo tọa ý. Sư ngồi trên đó cảm thấy rất đắc ý, cảm thấy dường như chính mình tuyệt diệu lắm. Người xuất gia nào trong thiên hạ cũng chẳng thể sánh bằng ta. Tâm niệm ngạo mạn vừa sanh khởi, thân hộ pháp lìa bỏ. Thân hộ pháp vừa rời khỏi, oán thân trái chủ tìm đến bên thân. Oán thân trái chủ rất lợi hại. Đời trước sư và kẻ ý cùng làm quan đời hạ, là đồng sự của nhau. Quốc sư Ngộ Đạt thuộc ý hại chết, hãm hại kẻ ý, khiến cho hòa thượng xử tử kẻ ý. Kẻ ý niệm niệm chẳng bỏ lòng oán hận, muốn báo cừu. Nhưng sư đã xuất gia, tu hành rất nghiêm túc, có thần hộ pháp bảo vệ, quỷ hồn chẳng thể kề cận. Lần này làm quốc sư, thần hộ pháp càng nhiều hơn, vì nhận lãnh bảo tọa trầm hương ấy, dấy lên một niệm tâm ngạo mạn, thần hộ pháp bỏ đi. Oan gia bèn tới dựa vào thân sư, khiến cho trên đầu gối sư mọc lên một mụn ghẻ hình mặt người, gần như sắp mất mạng. Vị này là thầy của hoàng thượng, những thầy thuốc giỏi nhất nước và ngự y đều trị liệu, nhưng chẳng có cách nào chữa lành. Sư đột nhiên nhớ tới thuở trước từng gặp một gã ăn mày. Sư nghĩ tới người ấy. Sư nói: "Này, ta gặp phải đại nạn này, hãy đi tìm thử xem." Tới nơi đã được chỉ ở Tứ Xuyên, quả nhiên thấy hai cây tùng. Sư bèn gọi to ở đó. Vừa gọi bèn thấy sau cây có chùa miếu. A-la-hán Ca-na-ca tôn giả bèn xuất hiện. Vừa thấy ngài xuất hiện, xa lìa đã lâu nay mới gặp gỡ. Ta bảo ông tới, quả nhiên ông thật sự tới. Ngài bèn giảng cho sư biết nhân duyên nhiễm bệnh. Mười đời trước các ông là đồng sự, các ông là bạn bè, do ông ghen ghét chướng ngại bèn hại ông ta. Người ta niệm niệm chẳng quên, do vậy dùng nước từ bi ta muội rửa ghẻ mặt người để hóa giải, điều đình hóa giải. Đối phương đã nhận lời, mối oán kết y được hóa giải, ghẻ mặt người bèn khỏi hẳn. Quý vị ngẫm xem, cao tăng mười đời lỡ hại chết một người mà kẻ đó chẳng bỏ mối oán cừu ý, đợi cơ hội để báo thù, đáng sợ quá. Pháp sám hối từ bi thủy sám vẫn còn lưu truyền, hiện thời trong Phật môn lạy thủy sám rất nhiều. Lạy thủy sám thì nhất định phải nói rõ ràng minh bạch chuyện này. Con người phải dùng cái tâm từ bi thật sự để đối đãi người khác, tiếp độ vật chớ nên hại người. Sát sanh hại mạng, quý vị hại người ta, người ta hận quý vị. Quý vị hại súc sanh, quý vị giết nó, ăn nó, nó có cam tâm tình nguyện hay chăng? Do vậy nghĩ đến chuyện này sẽ cảm thấy hết sức đáng sợ. Quý vị còn dám ăn thịt chúng sanh hay không? Trong kinh Đức Phật có nói, quý vị ăn kẻ khác 8 lạng, đời sau phải trả kẻ ấy nửa cân. Nợ mạng phải trả bằng mạng, thiếu nợ phải đền tiền. Nhân quả 3 đời chẳng trốn được.
Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật. Trong cuộc đời này, đãi người tiếp vật, tâm bèn bình lặng. Nếu chúng ta bị thua thiệt, người ta dùng thủ đoạn chẳng chánh đáng để tước đoạt tài vật của chúng ta, chúng ta cười, chắc là đời trước ta thiếu nợ hắn, hãy trả lại cho hắn, chẳng có tâm oán hận. Nếu ta chẳng nợ hắn, hắn đoạt đi cũng chẳng sao, đời sau hắn còn phải trả kèm thêm tiền lời cho ta. Tâm bình khí hòa để xử lý chuyện này, đó là chánh xác. Hắn cướp đoạt những thứ của ta, đó là trộm lấy, đó là đạo tâm. Nếu ta dùng thủ đoạn để lấy lại thì cũng là đạo tâm, cũng phạm vào sai lầm. Kẻ y phạm lỗi lầm, ta chẳng phạm lỗi lầm, chẳng cần phải so đo. Hãy thành tựu đức hạnh của chính mình, không chỉ chẳng oán hận mà còn phải cảm tạ. Giống như khảo thí, công phu của ta rốt cuộc như thế nào, bố thí trì giới nhẫn nhục, trải qua sự việc để luyện tâm, trải qua những chuyện ấy để khảo nghiệm chính mình có thành tựu hay không. Vì thế luôn dùng cái tâm cảm ơn để xử lý. Phàm là kẻ hủy báng, ganh ghét, lăng nhục, tổn thương ta, ta đều cảm ơn. Vì sao? Toàn là đến khảo nghiệm ta, để xem rốt cuộc ta là học Phật thật sự hay giả vờ học. Nếu đối với những nghịch cảnh và các kẻ ác ý mà còn có tâm oán hận, chứng tỏ chúng ta đã học Phật uổng công rồi. Đức Phật dạy như thế nào đều quên sạch cả rồi. Quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật trong lúc tu nhân, tu nhẫn nhục Ba La Mật, gặp phải vua Ca Lợi, bị lăng trì xử tử, Bồ Tát chẳng có chút tâm oán hận nào. Nhẫn nhục Ba La Mật bèn viên mãn. Nếu không gặp tình cảnh ấy, ngài vẫn chưa tu viên mãn nhẫn nhục Ba La Mật. Trong lần khảo đảo to lớn cuối cùng ấy, ngài trúng cách vượt qua, chẳng oán hận vua Ca Lợi mà còn cảm tạ nhà vua. Lúc sắp chết bảo vua Ca Lợi, trong tương lai ta thành Phật sẽ độ nhà vua đầu tiên, đó là báo ân. Như vậy mới là đệ tử Đức Phật. Chúng ta hãy nên học tập điều này. Đúng là thật sự học hiểu, chẳng trụ vô vi, chẳng trụ hữu vi. Bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều chẳng động tâm, giữ gìn sự thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình, vĩnh viễn giữ tâm cảm ơn, tâm báo ơn, đó là đúng. Đừng sợ bị thua thiệt, bị thua thiệt là có phước. Đừng chiếm tiện nghi của kẻ khác, chiếm tiện nghi là họa hại, là tai họa. Biết bị thua thiệt là phước, cổ thánh tiên hiền nói chẳng sai. Ta độ người sau cùng bị người dẫn đi, như vậy không phải giống họ sao? Khởi tâm động niệm khiến cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành, như vậy là sai.
Bởi vì ở đây chúng ta phải coi trọng việc trì giới. Chưa đến trình độ nhất định không thể biểu diễn. Vừa biểu diễn đã bị người khác dắt đi. Ta đi độ chúng sanh, kết quả lại bị chúng sanh khiến cho mê hoặc. Hòa thượng xuống tóc cho tôi, tức là pháp sư tâm ngộ. Thầy thí pháp cho tôi. 2 năm sau thầy hoàn tục, kết hôn với Phật tử nữ của thầy. Thầy độ cô ta, không ngờ lại bị cô ta cám dỗ. Còn quá trẻ. Lúc đó thầy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi lớn hơn thầy 1 tuổi. Thầy biết giảng kinh, cũng biết viết bài. Khi tôi chưa xuất gia, chúng tôi thường hay giao tiếp là bạn bè của nhau. Nên khi tôi học kinh điển với thầy Lý ở Đài Trung, có ý xuất gia, thầy đến tìm tôi. Hình như trong vòng 2 tháng đến tìm tôi 9 lần. Tôi thấy tâm ông ta rất khẩn thiết nên đã đồng ý. Đến chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, lúc đó ông ta làm trú trì và xuống tóc cho tôi. Nên còn quá trẻ làm trú trì rất nguy hiểm. Cổ nhân, thầy Lý nói với tôi, sau 40 tuổi mới có thể đi giảng kinh. Có chút định lực khi tiếp xúc với đại chúng bên ngoài, trước 40 tuổi vẫn chưa ổn định. Chúng tôi ở Đài Trung tuân thủ lời dạy này của thầy Lý. Trước 40 tuổi học giảng kinh là luyện tập, ở trong nhà không ra ngoài, không nhận lời mời bên ngoài, chỉ ở nhà luyện tập liên xã Đài Trung, thư viện Từ Quan ở Đài Trung, còn một ngôi chùa trú trì là một ni sư, cũng là học trò của thầy Lý. Chúng tôi chỉ luyện tập giảng kinh nơi 3 chỗ này, không được ra bên ngoài giảng. Thầy quy định phải trên 40 tuổi, nhưng lúc đó chúng tôi chưa đến 40 tuổi, không được ra ngoài giảng kinh. Cửa ải này thầy giữ rất nghiêm khắc, chỉ sợ chúng tôi chưa đủ định lực, dễ bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Bởi thì làm thầy rất khó. Học trò nghe lời, nếu học trò không nghe lời họ sẽ ra đi. Có nhưng không nhiều, không phải không có. Những người rời thầy sớm đều không có thành tựu. Vấn đề này về sau chúng tôi đều nhìn. Lão Hòa Thượng trịnh trọng đem chùa Lai Phật ủy thác cho Pháp Sư Ấn Chí, đệ tử của Ngài. Về việc quản lý tự viện, Ngài nói với Pháp Sư Ấn Chí: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Ngài còn căn dặn Pháp Sư Ấn Chí: không điếc, không mù, không xứng đáng trụ trì. Ý là bảo Pháp Sư phải nhẫn, phải nhường. Ngôi chùa nhỏ này ở dưới quê rất dễ bị xem thường, không ai muốn ở, cũng không ai đến tranh giành. Người chân chánh tu hành ở đây tâm sẽ an. Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở đây bình bình an an đã sống mấy chục năm, không tranh với người, không cầu với đời. Ngài hoàn toàn dựa vào cuộc sống nghiền nóng, cho nên không cầu ai, không cần thiết ai cúng dường. Lúc vãng sanh thì hiện tướng tốt lành, lấy đây để hóa độ chúng sanh. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh,
Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, trụ trì chùa Lai Phật, pháp sư Ấn Chí trịnh trọng tuyên bố mấy việc. Thứ nhất, chùa Lai Phật vì triệt để kế thừa gia phong của lão hòa thượng Hải Hiền, sau này sẽ không cho đăng ký, tức là tá túc trong chùa. Cũng chính là nói, bất luận là pháp sư xuất gia hay là cư sĩ tại gia, nếu có ý muốn nghỉ lại ở chùa Lai Phật, cả thảy tự viện đều không tiếp đãi. Thứ hai, nếu có người đến chùa Lai Phật chiêm ngưỡng thánh tích, bao gồm mộ tháp của lão hòa thượng Hải Hiền và nhục thân của pháp sư Hải Khánh, tự viện hoan nghênh, thế nhưng không tiếp nhận tiền của cúng dường. Tự viện hy vọng duy trì gia phong của chính mình, tự mình trồng trọt để duy trì chi phí sinh hoạt của chính mình. Đây là gia phong được hình thành từ lão hòa thượng Hải Hiền 92 năm lao tác không ngơi nghỉ, thực sự là nóng tịnh sông tu. Thứ ba, nếu có phát tâm ghi âm địa quan hoặc ấn tống kinh sách, tự làm chế tác thì được, vui lòng đừng gửi tiền đến chùa Lai Phật. Tự viện không lớn, người xuất gia không đông, hy vọng có thể đợi những người xuất gia tu hành này nhất tâm niệm Phật, đừng làm cho mệt nhọc vì sự việc khác. Sau cùng, đạo phong của chùa Lai Phật là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không tham dự tranh luận nào khác. Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Chùa Lai Phật hiện nay chúng lưu trú khoảng 20 người, kiên trì Phật thất quanh năm, chỉ ngữ niệm Phật. Đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia đều phát nguyện lấy lão hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương, tuân theo đạo phong của lão hòa thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lục hòa đạo tràng, bách nhẫn gia phong, cần lao tiết kiệm, mang Phật pháp thực hiện đầy đủ trong cuộc sống, công việc và xử sự đối người tiếp vật. Đạo tràng xây rất đơn giản mộc mạc, có lợi cho việc tu tâm dưỡng đạo. Lão hòa thượng Hải Hiền một đời này thật sự là rất thận trọng chắc chắn đối với việc xây cất đạo tràng. Ngài thường nói, không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Chẳng nhập phương tiện tự đắc tam khai, không cần dùng bất kỳ phương pháp nào. Còn dùng phương pháp nào nữa? Làm gì có câu Phật hiệu nào đơn giản như vậy? Thẳng tác đến thể chữ tự đắc tâm khai chú trọng ở chỗ tự đắc. Tự nhiên tâm khai ngộ chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chẳng nhọc ý là không cần thêm bất kỳ phương pháp nào khác. Như thế thì hoàn toàn tương đồng với sự thể hiện của lão hòa thượng. Lão hòa thượng cả đời Phật hiệu không rời môi, ngài không niệm ra tiếng, ngài nói chuyện sinh hoạt, nhưng Phật hiệu không hề gián đoạn, làm việc cũng không gián đoạn, đối người tiếp vật đều không ngừng nghỉ. Niệm thầm trong tâm có thể tùy tất cả duyên, không chấp hết thể tướng, bởi vì trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Làm ra cho mọi người xem, phải thật thà, phải tuân giữ bổn phận. Ngài có thể đem chùa Phật này xây thành một ngôi chùa lớn không? Có thể, không phải không thể. Vậy vì sao lại không làm? Vì phải nhọc tâm,
sẽ kéo theo rất nhiều vọng tưởng, kéo theo rất nhiều tạp niệm, đưa đến rất nhiều phiền phức. Không bằng mái nhà đó nhỏ, ngôi chùa nhỏ dưới quê. Bên ngoài mấy mấy quá nhiều cũng không có tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Vì thế cả đời ngày làm ra tấm gương thì giới niệm Phật cho chúng ta. Ăn là thức ăn khổ, mặc là đồ vá. Chín mươi hai năm chưa hề chuyển hướng, tức là không hề xen tạp pháp môn khác vào, cũng chính là không cần đến phương tiện một môn tham nhập. Mỗi ngày pháp hỷ sung mãn, mọi lúc mọi nơi bạn xem gương mặt ông cụ luôn tươi cười hoan hỷ. Ngài không có phiền não, không có dục vọng. Trong cái miếu nhỏ không có cúng dường, Ngài cũng không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội, chỉ có một câu Phật hiệu. Không có tín đồ, không có cúng dường, cuộc sống phải dựa vào trồng trọt của bản thân. Ngài hết sức cần mẫn, lại có thể lực. Thể lực thậm chí thanh niên cũng không sánh nổi với Ngài. Ngài có thần thông không? Có. Thật sự có thần thông. Ngài hiện thần thông bạn không biết. Đợi đến khi bạn biết được, đi hỏi Ngài, Ngài không nói với bạn. Ngài không thừa nhận. Tuyệt diệu. Đó gọi là thật thà. Gọi là thật làm. Hà tất phải để người khác biết chứ? Đến khi bạn biết được Ngài đến, thế giới Cực Lạc mất rồi. Đây là điều chư vị tại gia đồng học tu Tịnh Độ Tông của chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành. Tam quy ngũ giới thập thiện. Phải dùng nghiêm trì giới luật để đối trị. Bởi vì quý vị không giữ được tam quy ngũ giới thập thiện thì niệm Phật có giảng sanh được không? Thật lòng mà nói, không thể giảng sanh. Nói bạn có thể giảng sanh, có thể giảng sanh, đó chính là lời khích lệ, không phải thật. Thầy Lý nói lời chân thật với chúng ta. Quý vị xem, bạn bè trong liên xã của Đài Trung là học trò của thầy. Theo thầy Lý đã mấy mươi năm rồi. Thầy Lý sáng lập ra liên xã tại Đài Trung, đến lúc giảng sanh 38 năm. Theo thầy, thời gian dài như vậy có thể giảng sanh không? Không thể giảng sanh. Ngày ngày được thầy giáo huấn, nhưng nhận sự giáo huấn rồi không tu không làm. Ngày ngày giảng, ngày ngày nghe, thầy có thể nói, nhưng họ làm không được, vẫn còn tham sân si. Vậy thì còn cách gì? Những pháp đối trị này, thầy Lý 38 năm không biết đã giảng bao nhiêu lần rồi. Tôi ở Đài Trung 10 năm, nghe không những chỉ vài lần. Quý vị không làm thì chẳng còn cách gì cả. Thầy chỉ có thể khuyên quý vị, nghe hiểu hay không hiểu là việc của quý vị.
Sau khi nghe rồi, chịu làm hay không cũng là việc của quý vị, không liên quan đến thầy giáo, không liên quan đến Phật Bồ Tát. Cuối cùng tự làm tự chịu. Thế giới ngày nay nói dân chủ, cởi mở, tự do, không ai có thể can thiệp đến ai. Cha mẹ không thể dạy con cái, nó không tiếp nhận. Thầy giáo không thể dạy học trò. Đây là thế giới gì vậy? Đem so sánh với thời xưa thì bất thường, khác thường đến 180 độ. Đó gọi là lòng người hư rồi. Cho nên chiêu cảm, tai nạn lớn. Toàn nhân loại tồn vong trên trái đất, thời khắc cuối cùng, người biết quay đầu vẫn còn cứu được, người không biết quay đầu thì thật sự theo nghiệp mà đi. Đành chịu vậy. Đầu tiên chúng ta hiểu rồi phải cứu bản thân. Cứu bản thân rồi mới có thể giúp người khác. Bản thân cứu không nổi làm sao có thể giúp đỡ người khác. Nói đến tam quy ngũ giới thập thiện, chúng ta đào lại gốc rễ của nó. Đó là gì? Là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Đây là căn bản của căn bản. Ngày nay vì sao tam quy ngũ giới thập thiện không thực hành được? Vì không có đệ tử quy, không có cảm ứng thiên. Quý vị không làm được, quý vị muốn làm cũng không làm được. Tam quy ngũ giới thập thiện đều lấy đệ tử quy cảm ứng thiên làm nền tảng. Không có nền tảng này thì chỉ nói suông mà thôi. Người xuất gia càng phải làm được. Người xuất gia nếu không thể làm được thì ngay cả người tại gia cũng không bằng. Ý này phải hiểu được, không thể xem nhẹ người tại gia. Không có tịnh nghiệp tam phước, quý vị tu, tu đến cuối cùng, giống như Pháp Sư Tư Dân Quán Đảnh đã nói, người niệm Phật có 100 loại quả báo. Thứ nhất là A Tỳ Địa Ngục. Quý vị tu giả không chân thật. Chân thật là tu từ nền tảng. Quý vị bỏ nền tảng đi, hoa trong bình đẹp đó là nhờ nghệ thuật cắm hoa, không có gốc rễ sẽ không có kết quả. Quý vị nghĩ xem điều này quan trọng biết bao. Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa. Niệm Phật, điều này quan trọng. Rất nhiều người đồng tu đến chỗ tôi thăm tôi, có một vài người viết thư cho tôi,
Đại đa số người đều hỏi, một câu danh hiệu Phật niệm như thế nào mới đắc lực? Tương lai giảng sanh mới chắc chắn. Câu hỏi này rất hay, bởi vì người hỏi nhiều quá. Là việc tốt, có thể nêu được câu hỏi này, Phật ở trong kinh giáo giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Có thể giảng sanh không, quyết định nơi ba điều tín nguyện hành. Đây gọi là ba tư lương để giảng sanh thế giới cực lạc. Nói cách khác là ba điều kiện quan trọng nhất. Điều kiện thứ nhất là chánh tín. Chánh tín là gì? Tôi nói tôi tin rồi, chỉ miệng nói tin tưởng thì chưa được. Phải thật sự có bằng chứng. Bằng chứng là gì? Là thật làm. Tin Phật không phải là nói trên miệng thôi, phải y giáo phụng hành mới gọi là chánh tín. Ngày xưa tôi 33 tuổi xuất gia, 35 tuổi thọ giới. Sau khi thọ giới xong trở về, quy củ của nhà Phật, việc đầu tiên khi trở về là cảm ơn thầy giáo. Đáp đền ơn thầy giáo đã dạy dỗ. Thầy giáo của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sau khi tôi thọ giới xong, đến Đài Trung thăm thầy giáo. Ở thư viện Từ Quang, tôi chưa vào cửa, nhìn thấy thầy, thầy ở nơi đó. Thầy cũng nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi, thầy chỉ tôi nói, ông phải tin Phật. Ông phải tin Phật, âm thanh thầy nói rất lớn, nói rất nhiều lần. Tôi cũng cảm thấy mù mờ chẳng hiểu. Tôi học Phật 7 năm mới xuất gia. Xuất gia liền dạy ở Phật học viện, bắt đầu giảng kinh. Lại 2 năm nữa tôi thọ giới, là đã 9 năm. Giảng kinh dạy học dạy được 2 năm, làm sao mà không tin Phật được? Không tin Phật làm sao tôi lại làm như vậy? Tôi nghe không hiểu ý trong lời của thầy. Tôi bước đến, ông ngồi xuống. Tôi đảnh lễ thầy. Sau khi lễ thầy xong, ông ngồi xuống. Thầy nói với tôi, ông đừng cho rằng ông đã tin Phật rồi. Có rất nhiều lão hòa thượng đến chết cũng chưa tin Phật Pháp. Vậy là tôi càng nghe càng không hiểu. Lão hòa thượng đến chết cũng chưa tin Phật sao? Thầy giáo nói với tôi, thế nào gọi là tín? Dưới tín có giải, dưới giải có hành.
dưới hành có chứng. Tính giải hành chứng tất cả đều đầy đủ mới gọi là tinh Phật. Đến đây tôi mới hiểu rõ. Có tính có giải, quý vị chưa làm được là quý vị chưa tin. Quý vị có thể làm được, quý vị chưa chứng đắc là quý vị chưa tin. Nói cách khác, Tịnh Độ Tông nhất định phải thật sự giảng sanh đến thế giới Cực Lạc mới gọi là tinh Phật. Quý vị chưa giảng sanh thế giới Cực Lạc, việc tin của quý vị không phải là thật, là giả vậy. Tiêu chuẩn này tôi hiểu được rồi, tôi đã rõ ràng. Thật sự có người xuất gia thọ giới một đời, cuối cùng lúc lâm chung vẫn là chân tay luẩn cuộn, đi đến tam đồ, do không tin vậy. Cho nên sau khi tôi thọ giới trở về, chưa bao lâu tôi liền từ chức chức vụ dạy học ở Phật Học Viện, lại trở về Đài Trung tiếp tục tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy giáo. Tôi trước sau ở Đài Trung tròn 10 năm. Thân cận thầy giáo. Thầy giáo nói lời thẳng thắn với tôi. Những lời thẳng thắn như thế này thông thường người khác sẽ không nói với tôi. Tôi không nghe được. Tính thật sự không dễ dàng kiến lập. Tính từ đâu mà có? Từ hiểu mà có. Đối với kinh giáo, quý vị chưa thật sự lý giải thấu triệt, lòng tin của quý vị sẽ dao động. Cổ nhân nói, danh cao lợi dày. Bởi vì quý vị căn tánh hạ liệt. Căn tánh hạ liệt là gì? Thích danh thích lợi, tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tập khí tham ái ngũ dục lục trần. Đây là nhiều đời nhiều kiếp sẵn có trong thức A Lại Gia. Nếu quý vị gặp duyên, nó liền khởi hiện hành. Ngày nay gặp được Phật Pháp, duyên Phật quá mỏng. Duyên ở thế gian này quá dày, hơn nữa lực lượng rất lớn, quý vị không ngăn được mê hoặc. Những thứ này vừa đến quý vị liền thay lòng, quý vị liền cải đạo. Sự việc này từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng, không ai thành tựu. Không thể kiên trì giữa đường thối tâm. Đâu đâu cũng có. Học Phật vì sao bị đọa lạc? Nguyên nhân là ở chỗ này vậy. Điều này chúng ta không thể không biết. Sau khi biết rồi, làm thế nào để ngăn ngừa, làm thế nào để đối phó, đều là do nơi thành bại của bản thân trong đời này. Phật Pháp tôi dùng là mỗi ngày không thể xa rời kinh Phật. Kinh Phật là lời giáo huấn của Phật Đà. Tôi ngày ngày đều đọc, ngày ngày không xa rời.
để kinh Phật ngày ngày nhắc nhở tôi. Cổ nhân cho rằng ba ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mày đáng ghét. Quý vị liền bị hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễm ô. Không những phải đọc mà còn phải giảng. Vì sao vậy? Giảng quý vị phải thật đọc, bởi vì quý vị phải chuẩn bị để giảng cho người khác nghe, lại còn tiếp nhận sự hỏi đáp của người khác. Ép quý vị không dụng công, không chuyên tâm là không được. Đương nhiên trong đây có một nhân tố rất quan trọng, quý vị phải buông xả danh văn lợi dưỡng. Thứ này không buông xuống là chướng ngại nghiêm trọng của quý vị. Quý vị muốn làm cũng không làm được. Điều này không thể không biết vậy. Hoằng pháp và hộ trì là một. Công đức hoằng pháp và hộ pháp giống nhau, thậm chí công đức hộ pháp còn hơn cả hoằng pháp. Đây là điều có thực. Song hộ pháp rất khó. Hộ pháp cần chúng ta phải nội hành, phải hiểu rõ. Hộ đó mới là thiện hộ. Công đức thật sự không thể nghĩ bàn. Lý do là gì? Phật pháp trong tay ta dần già được hưng vượng, dần già được nhân rộng. Chúng ta không thể không hiểu, không nắm được. Đôi khi hộ pháp làm chướng ngại Phật pháp. Là hộ trì sẽ tạo nghiệp khi hộ trì, quả báo không tốt. Tạo nghiệp ở đây chắc chắn sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh. Những trường hợp như thế chúng ta chứng kiến rất nhiều. Không kể đạo tràng người xuất gia hay đạo tràng cư sĩ tại gia, cũng không ngoại lệ. Ngạn ngữ xưa có câu: rất nhiều tăng đạo trước cửa địa ngục. Ý nghĩa câu này là gì? Ý rất sâu. Ta gặp được Phật pháp, không chịu tu học, đấy là lỗi lầm. Nếu vẫn làm những việc sai pháp là đang tạo nghiệp. Người hộ trì Phật pháp, người đáng độ, chúng ta không giúp họ mà lại giúp rất nhiều những người không đáng độ. Giúp nhiều nhưng tập khí phiền não nặng, họ không thành tựu. Những người có thể thành tựu vì ghét họ, không thích họ. Tôi không thèm để ý anh, không giúp đỡ anh. Như vậy cũng là lỗi lầm. Vậy thì người thật sự hộ pháp là ai? Chư Phật Bồ Tát. Những người hộ pháp ngày xưa không phải người phàm. Chúng ta ở trong chùa viện, những người trú trì, những người làm công đức Bồ Tát tái sanh, họ không phải người phàm. Bởi thì Phật pháp hương dượng, họ có thể quán cư. Bây giờ là phàm phu, không có khả năng đó, không có trí tuệ, không thể quán nhân. Nên hộ trì không hộ trì. Đến lúc họ đi, đạo tràng trống vắng,
Tình trạng đó không phải như thế sao? Tất cả những vấn đề này chúng ta không thể thấy được trong đời này. Chúng ta thấy những người đó đi không tự tại. Nhất là khoảnh khắc sau cùng. Những gì ta muốn thực hiện, người bên cạnh sẽ ngăn trở. Chúng ta đã thấy, khi gần mất, pháp sư vẫn còn chút trí tuệ. Muốn biển đạo tràng thành nơi hoằng pháp, tìm đến tôi nói được. Cuối cùng tín đồ không đáp ứng, lúc đó họ không còn cách nào, bệnh trở nặng, không thực hiện được tâm nguyện. Họ giáng sinh chốn nào nghĩ là có thể biết. Đi rất khó khăn. Thấy những trường hợp đó, chúng ta có thể không cảnh tỉnh sao? Bởi thì mỗi người trong cuộc đời chỉ một phương hướng, một mục tiêu. Gian khổ thế nào cũng không thay đổi, bạn mới thành công. Học Phật thật sự không khó. Khó ở chỗ tín tâm kiên định, quyết không lay chuyển. Cứ chờ cơ duyên. Khi cơ duyên đã chín, chúng sinh có phước, chúng ta sẽ cống hiến thật nhiều. Cơ duyên chưa chín, chúng sinh chưa có phước. Chúng sinh chưa có phước, muốn làm cũng chịu. Nói cách khác, khi cơ duyên chưa chín, quan trọng là hoàn thiện chính mình. Có cơ duyên này mới có thể vì chúng sinh trước. Ta chậm sau một chút cũng được. Chưa có cơ duyên nhất định phải hoàn thiện bản thân trước. Đến lúc có cơ duyên, đường chúng ta đi càng cao rộng hơn, thấy rõ hơn, càng sáng tỏ hơn. Đại Đức Tổ Sư dạy chúng ta một môn thâm nhập quân tu trường kỳ bí quyết. Điều kiện thành công cho tất cả mọi người từ xưa đến nay phải siêng năng. Chân thật nghe lời, nghe lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Trong chú giải của Hoàng Niệm Lão có 83 thứ kinh luận được ông dẫn chứng. Đây là những lời của Phật, lời của Đại Bồ Tát. Giang Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí đều được dẫn chứng. Những lời của các Đại Đức Tổ Sư dẫn chứng 101 loại của Đại Đức Tổ Sư, thêm vào các chú sư của Tổ Sư Đại Đức người nước ngoài là 110 loại. Tổng cộng 193 loại. Tập Đại Thành Phật Bồ Tát Đại Đức Tổ Sư Chú Kinh. Tập Đại Thành rất khó được. Đọc chú giải này là đọc từng đó kim luận, là đọc từng đó lời khai thị của Đại Đức Tổ Sư. Phương thức của chú giải này rất tuyệt vời, không có ý kiến riêng của cá nhân,
Ý kiến cá nhân chưa chắc được mọi người đã tin. Chú giải như thế không thể không tin. Từ những sản phẩm được sao chép từ rất nhiều kinh luận của các đại sư, tổ sư, quan niệm lão đã cho thấy đây là tập đại thành. Kinh nghĩa từ những kinh luận đó, Hạ Liên Cư là đại thành sắp xếp từ năm loại kinh bổn. Niệm lão là tập kinh luận đại thành chú giải của các đại đức. Đây là một sự kiện cực kỳ hy hữu khó gặp. Đây chính là thật sự tiếp nhận lời giảng dò ân cần nhiều lần của Phật Thích Ca. Trong thời đại này, họ là những truyền nhân của Phật Thích Ca Mâu Ni, truyền bá đại pháp từ đời này qua đời khác. Hiện tại người y theo cuốn sách đó tu hành rất đông. Chúng ta biết hơn 6 năm gian khổ, mang bệnh nặng để hoàn thành bản chú giải này của niệm lão. Thật sự rất khó để chúng ta cảm ơn. Làm thế nào để cảm ơn? Đọc chú giải này, đọc thật kỹ chú giải này, nghiên cứu thật kỹ bộ chú giải này, liên tục học tập những kiến thức trong đó. Về sau tất cả những nghi hoặc chúng ta sẽ hóa giải được. Tin thật, nguyện thiết, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh thế giới cực lạc phương Tây, chắc chắn ta sẽ đi. Khi được đến thế giới cực lạc phương Tây, ta thật sự đã báo được ân Phật. Chưa giáng sinh vẫn chưa báo được ân Phật. Nhất định phải giáng sinh để báo đáp ân Phật. Thật sự giáng sinh, đời chúng ta không phải sống thừa. Đời này được sống một cách đầy đủ, viên mãn. Bởi vậy, những gì đáng buông bỏ nên buông bỏ, không đáng buông bỏ cũng nên buông bỏ. Buông bỏ tất cả. Phật là thánh nhân. Người xuất gia tu hành là đệ tử của thánh nhân. Họ đang học thánh nhân. Nếu nói mượn chiêu bài của Phật Thánh, mạo xưng đệ tử của Phật Thánh, không phải chân chánh học Phật. Tiếp nhận người khác cúng dường, đây là tội rất nặng. Quý vị xem trong kinh Địa Tạng, Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng: nếu tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật đều có thể cứu. Tội trộm cắp của người xuất gia, Phật không cứu được, không cách nào cứu được. Vì sao vậy? Vì tội này quá lớn, nặng hơn tội ngũ nghịch. Chư vị biết tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng:
Khi tôi ở Singapore, cư sĩ Lâm đem đoạn kinh trong kinh Địa Tạng này in ra tờ dán khắp nơi. Chỗ nào chúng ta cũng có thể thấy. Cảnh tỉnh mọi người, tuyệt đối đừng khởi ác niệm ăn trộm của thường trú. Đây là mười phương thiện tính, nhất giả cung kính để cúng dường Tam Bảo. Họ cúng dường là để cầu phước cầu tuệ. Quý vị lại dùng vào việc riêng tư. Tối này còn nặng hơn tội trộm cắp tài vật của quốc gia, không biết nặng gấp bao nhiêu lần. Phật Bồ Tát cũng không giúp được. Quý vị phải làm sao? Đủ để quý vị chịu tội ở địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ. Ngày nay người tạo nghiệp này rất nhiều. Nhưng không ai biết. Bản thân người tạo nghiệp cũng không biết. Không ai nói. Vừa mới nói, quý vị không có thành kính đối với thánh hiền. Mặc dù nói cho quý vị một cách rất rõ ràng, minh bạch, quý vị không tin, không tiếp nhận, còn nói đây là gạt người, tự cho mình thông minh, lừa gạt những người ngu si. Nếu những lời này từ trên kinh điển là Phật nói, Ngài không gạt con người. Con người lừa gạt con người, Phật không lừa gạt con người. Không thể không biết điều này. Tài vật của người xuất gia, trong lúc cần việc cấp bách, người xuất gia cũng tu bổ thí. Ngài Ấn Quang lúc còn tại thế, khi quốc gia gặp những thiên tai như hạn hán lũ lụt, Ngài cũng lấy tiền cúng dường ra để bổ thí cứu tế. Tiền này có thể dùng vào việc cứu tế. Ngài Ấn Quang làm cho chúng ta thấy suốt đời Ngài tiền tứ chúng cúng dường đều dùng vào việc in kinh. Vì sao Ngài làm như vậy? Đây chính là sự nghiệp giảng kinh dạy học, hoằng pháp lợi sanh. Bản thân Ngài ra bên ngoài giảng kinh bị trở ngại về ngôn ngữ. Tiếng nói nơi quê Ngài âm quá nặng, một số người nghe không hiểu, nên suốt đời Ngài dùng văn tự. In những kinh luận sách hay.
chỉ cần có thể khuyến hóa nhân tâm, giúp mọi người giác ngộ, giúp mọi người quay đầu, những danh tự này Ngài đều in ấn, đều lưu thông, lưu truyền. Tập trung tất cả lực lượng để làm điều này. Việc này quả thật là việc tốt lớn. Nếu quý vị hỏi ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, quả bao thù thắng nhất chính là ẩn tâm kim. Khuyên người chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ. Công việc này thiện nhất, không có việc gì thiện hơn. Xây chùa cũng không được. Chùa xây rồi, không có ai đến giảng kinh, không có ai đi hoằng pháp. Thắp hương kêu người thắp hương lạy Phật, cầu thăng quan phát tài, đó gọi là khởi xướng mê tín. Quý vị nên biết, Đức Thế Tôn một đời tại thị, vì sao không xây chùa? Nếu Ngài xây chùa, phước báo của Ngài lớn, tín đồ nhiều, cúng dường nhiều, khắp nơi đều có thể dựng chùa. Suốt đời Ngài xây mấy trăm ngôi chùa có trở ngại chăng? Không thành vấn đề. Vì sao Ngài không làm? Chúng ta thử nghĩ xem. Toàn bộ tinh thần, thể lực đều dùng vào việc giảng kinh dạy học. Đức Phật trụ thị 80 năm. Nhất cử nhất động, từng lời nói, từng nụ cười đều là thiền cơ, đều là huyền bí. Chúng ta nghe rồi, thấy rồi, nhìn thấy văn tự hiện nay ghi chép trong kinh điển, chúng ta tư duy lãnh hội nghĩa chân thật của Ngài, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Dụng ý của Ngài rất thâm sâu, đó là trí tuệ chân thật, học vấn chân thật. Đây là dạy chúng ta kính Tam Bảo, cứu cánh của Tam Bảo là Tam Bảo của tự tánh. Tự tánh giác là Phật Bảo, tự tánh chánh là Pháp Bảo, tự tánh thanh tịnh là Tăng Bảo. Cho nên về mặt tự tánh mà nói chính là chánh giác tịnh, từ trên hình tướng xem là Phật Pháp Tăng. Nhân ái từ bi, bác tỷ chúng dân. Bác là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Tỷ là cứu tỷ, chúng dân là chúng sanh. Chúng sanh khổ, khổ từ đầu đến, khổ do mê thất tự tánh. Làm sao cứu tế họ? Nếu họ minh tâm kiến tánh sẽ không khổ. Làm sao giúp họ minh tâm kiến tánh? Điều này cần phải dạy học. Nên mục tiêu dạy học của Phật giáo
là giúp người học tập minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Việc dạy học này sẽ viên mãn. Học trò kiến tánh họ đã tốt nghiệp, chưa kiến tánh là chưa tốt nghiệp. Cho nên Phật cứu tế tất cả chúng sanh khổ nạn không phải dùng vật chất, cũng không phải dùng tinh thần, không có kỹ xảo nào cả, chỉ có một việc là dạy học, chính là phương pháp này. Phương pháp này phổ độ chúng sanh.